Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Doraemon đây. Thì hôm nay mình sẽ không có chơi sinh tồn nữa mà mình chơi sáng tạo. Mình sẽ đi kiếm cái thế giới ngầm ở trong giống như là ở trong Minecraft gì để mình thả con mắt Ender. Mà cái này là thả cái này người ta kêu là gì? Mắt lòng đất đó. Mắt của người lòng đất các bạn. Mình chỉ cần hét bay lên phải không? Xong rồi mình bắn ra là nó sẽ tự đi tìm. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó sẽ đứng ở dưới đó. Đây, nó ở đây. Đấy. Đây, thả ra. Để mình chút. Đây, mình đã chơi lại vào đây. Đây, đây thì cái này nè. Nếu như nè, các bạn kiếm trong rừng này thì sẽ có rất là nhiều đồ ngon đó. Đấy. Đây là mắt của Ender, ổn mắt của con người lòng đất. Mình cứ lộn với con Slenderman. Ủa, Enderman luôn à. Để mình kiếm nó còn nữa. Mày thiệt tình. Gì vậy? Ờ, hình như hết rồi các bạn ơi. Chán thật. Chắc tập này mình làm ngắn chứ không có dài. Tại vì mình đâu có chơi sinh tồn đâu. Để mình sẽ bay lên mặt trăng chơi. Mặt trăng. Trước tiên là mình sẽ cần cái này, hai cái này. Đấy. Chơi để mình test thử cái lò cái. Mình mới mở khóa cái lò. Cái lò đâu rồi? Chứ mình mới mở được cái giường nè các bạn. Giường tinh xảo. Này là lò nấu à. Wow. Rồi thời tiết. Đấy. Cái này hình như nó nhanh hơn. Rồi, mình sẽ bay lên mặt trăng. Lên em. Lên. Đi ra ngoài chơi. Còn đợi đó mình vừa lên chưa kịp lúc rồi. Mình chỉ cần bấm cái nút này là cho nó bay nhanh hơn. Đấy. Thôi. Thả nè. Thả. Đấy nó đi xuống không đấy. Vậy. Dầm đẹp quá à. Thả nhiều quá nó lắc lắm các bạn. Trời. Dạ. Hay. Sao. Dùm đẹp ghê luôn các bạn. Nó chỉ cao được là có 256 lóc rồi các bạn. Nè. Đấy 256 cao độ là lóc đó các bạn. 256 lóc. Đây. Hot ring tức là mặt trăng hay đó các bạn ơi. Là nguy hiểm. À mấy cái con nè các bạn, mấy cái con nguy hiểm lắm nè. Wow. Đi ra. Mình sẽ bay vô đây. Bay vô. Vậy. Yeah. Ta thử mấy con này ra các bạn. Đâu? Đây hả? Hay đây?
Đây. Đây. Đây hả? Ở đâu? Để mình thử. Nó đâu vậy ta? Ôi mệt quá các bạn. Mệt chết. Đây. Nó chỉ còn lại có 3 phút nữa thôi. 3 phút nữa thì mình chỉ cần là cái nào đâu ta? Mấy cái cục ở đâu? Đây. Cái cục màu xanh này nè, với cái cục màu xanh nước biển nè. Cái cục màu xanh cái này nè các bạn. Cái cục màu xanh này ha, mình chỉ cần ghim vô đây là nó sẽ bắn lên cái tia nè. Nó giống như là đèn hiệu trong Minecraft vậy đó. Để mình chỉ cần bấm vô. Tắt mở đó. Còn cái này là bơm không khí vô. Đó. Chứ chắc cái này cũng có nhiều người làm rồi. Đây. Ở sẽ bị tối đi đây. Rồi sáng nè. Đây mình chỉ cần ha. Bấm mấy cái con này phải không? Đấy nó sẽ kêu hợp lại. Đấy. Đây nó hợp rồi nè các bạn. Cái con này là con trời bơm á. Để mình thả, để mình lấy cái trứng của nó cái này. Cái trứng của nó là con này. Đây. Để mình thả thử 3 con. Tim này. Nó hợp đây nè. Đấy. Đấy nó sẽ hợp rồi. Đấy. Các bạn thấy hay chưa? Chết đi. Chết. Wow. Nó kêu hợp thành tên lửa là sao ta? Đừng có nhận. Ôi không không, mình sẽ đi về quá. Để mình thử đặt con mấy cái này thôi, không thể dùng nước. Ôi dùng mật ong được nha, nếu dùng lava. Mẹ bay nhanh thằng tao không? No. Đấy. Đấy tao. Leo nhanh không hò nó bay về luôn các bạn. Ôi hèn quá. Thôi bay về. Bay về là bay về. Chắc cái clip này nó hơi nhảm. Đi về chắc mình sẽ kết thúc việc clip luôn á. Sáng thì mình cũng không biết làm gì hết trơn. Để mình chỉnh chưa. Để mình bắn pháo hoa lên cho trời nó sáng lên cái nè. Lên em. Sáng em về. Để mình chỉnh cái này lại. Để góc nhìn nè. Đấy. Đây. Và như là nếu như các bạn thích cái clip này, hãy để lại cho mình một like, một share. Không. Một
Đúng rồi, một share và một đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Huy đặt tùm lum luôn. Thôi cho để mình cho skin mình nó bơi thử vậy. Bơi. Đấy nó bơi đấy các bạn. Đấy nó bơi đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, thôi bye bye. Bye bye nha. Vô mặt, vô mặt. Bye bye.